Thẩm mỹ viện Cindy Sydney Beauty vừa nhập về rất nhiều loại máy làm đẹp cùng với các công nghệ làm đẹp mới nhất và hiện đại nhất nhằm mục đích đem lại kết quả hữu hiệu và an toàn cho khách hàng. Ngoài ra, salon cũng thường xuyên mở các lớp dạy học về beauty và đặc biệt có các lớp chuyên biệt theo yêu cầu của từng học viên, và sau khi tốt nghiệp thì cơ hội làm chủ cho chính mình chỉ nằm trong gang tấc. Mọi chi tiết xin vui lòng liên lạc Cindy qua số điện thoại 0481 944 506 hoặc đến thẳng địa chỉ số 346 Calivero Cali Heights, New South Wales 2166. Đông trùng hạ thảo 3-in-1 của công ty Golden Health được sản xuất tại Úc là sự kết hợp giữa đông trùng hạ thảo với nấm linh chi và nhân sâm, mang lại nhiều công dụng tuyệt vời cho hệ miễn dịch, cho sức khỏe tim mạch, cho hệ thần kinh, cũng như cải thiện chức năng sinh lý và gia tăng tuổi thọ. Một sản phẩm không thể thiếu cho các cụ ông, cụ bà, cũng như những người bị suy nhược cơ thể, có nhu cầu bồi bổ sức khỏe. Mọi chi tiết vui lòng liên lạc số điện thoại 0452 067 535 hoặc email đến vftv2022@gmail.com. Đinh Nhung xin trân trọng kính chào quý khán thính giả của Đài Việt Face TV Úc Châu. Kính thưa quý khán thính giả của Việt Face TV, ngân sách 2023-2024 sẽ được công bố vào tuần tới. Thế nhưng thông tin về ngân sách đã liên tục bị rò rỉ và gây nhiều tranh cãi trong ngày hôm nay. Đặc biệt được quan tâm nhiều nhất là trợ cấp thất nghiệp. Câu hỏi vẫn chưa được trả lời là có gia tăng hay không. Trong vấn đề an ninh quốc phòng, chính phủ Albanese đang xem xét sửa đổi luật để ứng phó với gián điệp nước ngoài đang gia tăng tại Úc. Và sau đây là phần tin chi tiết trong bản tin vào lúc 3 giờ chiều hôm nay thứ Tư ngày 3 tháng 5 năm 2023 của Vietface TV. Đầu tiên là tin về ngân sách 2023-2024. Dự phóng sẽ có biện pháp tài trợ trong đời sống đắt đỏ. Ngày hôm qua, Bộ trưởng Ngân khố Jim Chalmers nói rằng đời sống đắt đỏ đang là quan tâm hàng đầu trong nghị trình của chính phủ lao động Albanese, theo nghĩa là khi ngân sách 2023-2024 được phổ biến vào thứ Ba tuần tới 9 tháng 5, sẽ bao gồm các biện pháp tài trợ ở mức độ đáng kể. Trong khi đó, thì các chuyên gia cho rằng sự gia tăng của giá cả quặng mỏ, than đá và khí đốt xuất khẩu cũng là những yếu tố tích cực trong ngân sách lần này. Ông Chalmers nói rằng chính sách của chính phủ tùy thuộc vào nhiều yếu tố và ưu tiên của chính phủ là dành cho những thành phần có nhiều rủi ro, và đồng thời chính phủ cũng quan tâm đến áp lực về lạm phát mà chi tiêu của chính phủ có thể tạo ra. Ngoài ra, theo các chuyên viên thuế vụ, thì ngân sách sắp được loan báo sẽ có nhiều biện pháp đánh thuế vào nhóm người có lợi tức cao. Và trong lĩnh vực này thì kế hoạch giảm thuế lợi tức giai đoạn 3 vẫn luôn là vấn đề được quan tâm. Nhắc lại là dự luật về giảm thuế lợi tức đã được Quốc hội thông qua hồi năm 2018 với sự ủng hộ của Đảng Lao động Đối lập. Giai đoạn 1 và 2 đã được thi hành và sẽ chấm dứt vào tháng 9 năm nay. Trong khi đó thì giai đoạn 3 sẽ bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2024. Chính phủ đã nhiều lần xác nhận là họ sẽ duy trì cam kết trong lúc bầu cử, theo nghĩa là không hủy bỏ kế hoạch giảm thuế giai đoạn 3. Và trong ngân sách vào tuần tới, có lẽ chính phủ sẽ không đề cập về vấn đề này. Tuy nhiên, trong ngân sách 2024-2025, chính phủ có thể sẽ có tuyên bố về việc duy trì hay bãi bỏ kế hoạch giảm thuế giai đoạn 3 này. Cùng một lúc, chính phủ cũng đã loan báo những thay đổi về việc đóng hưu bổng, đặc biệt là những ai có hưu bổng trên 3 triệu đô la, thì mức thuế có thể sẽ tăng gấp đôi vào năm 2025. Điều này có nghĩa là có khoảng 80.000 công nhân viên chức có hưu bổng trên 3 triệu đô la sẽ phải đóng thuế ở mức 30% thay vì 15% như hiện nay. Chính phủ cũng sẽ có những biện pháp để giúp đỡ người mua nhà trong ngân sách sắp được loan báo. Theo đó sẽ cho phép bạn bè, anh chị em giúp đỡ tài chính cho người mua nhà đầu tiên. Trong chương trình này, chính phủ liên bang sẽ đóng vai trò bảo đảm và do đó người mua căn nhà đầu tiên có thể thực hiện được giấc mơ của mình. Theo giáo sư kinh tế John Hicks của Viện Đại học Charles Sturt, thì chính phủ có thể cải thiện khả năng mua nhà cho thành phần có lợi tức thấp, đồng thời trợ cấp sẽ gia tăng cho những người vô gia cư, người bị mất việc. Theo giáo sư John Hicks, thì đây là những thành phần mà Đảng Lao động không thể không quan tâm trong ngân sách. Ngoài ra, theo nguồn tin của Nhật báo Tài chánh AFA, thì việc gia tăng nhân số di dân tay nghề tại Úc
có thể tạo cơ hội cho ngân sách đạt được mức độ thặng dư nhờ vào những yếu tố khác như giá cả gia tăng của quặng mỏ, than đá và khí đốt. Nhìn chung, chính phủ đang có cơ hội giảm bớt thất thu hoặc có được thặng dư ngân sách. Và nếu điều này xảy ra thì đây là lần đầu tiên mà ngân sách Úc Châu không bị thâm thủng trong 15 năm qua, mặc dù chính phủ vẫn đang còn nợ hơn 900 tỷ đô la. Trong khi đó, thì theo đài ABC, chính phủ có khả năng trợ giúp giảm hạ chi phí năng lượng với số tiền dự chi lên đến 3 tỷ đô la. Sau cùng là chương trình giảm hạ giá cả thuốc Tây kể từ ngày 1 tháng 9. Theo đó, bệnh nhân sẽ có toa mua thuốc cho 60 ngày nhưng chỉ trả tiền cho 30 ngày. Ngoài ra thì chi tiêu cho quốc phòng cũng sẽ được gia tăng trong ngân sách lần này. Cũng tin liên quan về ngân sách 2023-2024. Tài trợ người thất nghiệp, nội bộ chính phủ chống lại biện pháp kỳ thị tuổi tác. Hôm nay chính phủ đang thả nổi một nguồn tin là trợ cấp thất nghiệp có thể được gia tăng trong ngân sách sắp được phổ biến đối với những người từ 55 tuổi trở lên. Nguồn tin này dấy lên một sự phản đối trong nội bộ Đảng Lao động là vấn đề trợ cấp an sinh xã hội không nên phân biệt về tuổi tác. Mặc dù vậy thì chính phủ Albanese vẫn chưa xác nhận là mức độ gia tăng sẽ như thế nào trong việc trợ cấp thất nghiệp JobSeeker. Cũng có thể ngoài việc phân biệt tuổi tác, chính phủ còn có sự phân biệt về thời gian bị thất nghiệp. Bộ trưởng Ngân khố Jim Chalmers đã từ chối xác nhận những tin đồn nói trên. Đồng thời, ông Chalmers còn cảnh báo rằng không nên đưa ra dự phóng về việc có gia tăng hay không gia tăng trợ cấp thất nghiệp. Dân biểu Alicia Penn, Chủ tịch Ủy ban Quốc hội nói rằng tất cả mọi sự gia tăng đều là cần thiết và chính phủ cần có sự gia tăng đáng kể cho tất cả những ai đang hưởng trợ cấp thất nghiệp, mà không nên có sự phân biệt về tuổi tác. Theo bà Penn, thì hiện đang có 46% những người lãnh trợ cấp thất nghiệp cộng với trợ cấp thuê nhà. Tuy vậy, cũng có dân biểu lao động ủng hộ việc gia tăng trợ cấp thất nghiệp cho thành phần trên 55 tuổi. Trong khi đó, thì theo Sky News, hôm qua, Tổng Giám đốc của Tổ chức Xã hội ACOS, Tiến sĩ Cassandra Goldie, đã kêu gọi chính phủ nên gia tăng trợ cấp thất nghiệp cho tất cả mọi người, chứ không chỉ cho những người từ 55 tuổi trở lên. Theo ACOS, thì hiện đang có 1.100.000 cư dân Úc đang hưởng trợ cấp thất nghiệp. Ngoài Tổ chức Xã hội ACOS, thì hôm qua, nghị sĩ độc lập David Pocock một lần nữa đã vận động gia tăng trợ cấp thất nghiệp JobSeeker và trợ cấp cho thành phần trẻ, tức là Youth Allowance. Theo thông tin từ Sky News, thì ông Pocock nhân dịp này cũng đã so sánh ngân sách của chính phủ tiền nhiệm. Theo ông Pocock, thì trong thời gian chính phủ liên đảng cầm quyền, chính phủ Morrison đã tỏ ra rộng rãi hơn trong việc gia tăng trợ cấp JobSeeker và Youth Allowance. Tiếp tục tin liên quan đến ngân sách 2023-2024, chính phủ Albanese chi mạnh giữ chân binh sĩ trong cuộc cạnh tranh Mỹ-Trung Quốc. Bộ Quốc phòng Úc hôm qua vừa thông báo sẽ chi trả 50.000 đô la cho những binh sĩ nào tiếp tục ở lại sau thời gian phục vụ ban đầu, trong bối cảnh cạnh tranh gia tăng giữa Mỹ và Trung Quốc. Theo Bộ trưởng Quốc phòng Richard Miles, thì có khoảng 3.400 binh sĩ sẽ được hưởng lợi ích này. Ông Miles nói rằng, nước Úc gặp vấn đề về việc tuyển dụng đủ số lượng binh sĩ cần thiết và số tiền thưởng cho việc tiếp tục phục vụ trong quân ngũ sẽ được trả cho binh sĩ ở lại sau khi hoàn thành thời gian phục vụ bắt buộc, thường là 3 năm. Ngoài ra, chính phủ Albanese hồi tuần trước đã ủng hộ các khuyến nghị của bản đánh giá chiến lược quốc phòng, trong đó cho biết Canberra cần phải ưu tiên khả năng tấn công chính xác tầm xa, sản xuất vũ khí dẫn đường trong nước và vấn đề ngoại giao. Bộ trưởng Miles cho biết, bản đánh giá đã chỉ rõ rằng thế trận phòng thủ của Úc không còn phù hợp với mục đích do sự phức tạp của các tình huống chiến lược mà nước Úc đối mặt. Trong khi đó, theo hãng tin Reuters của Anh Quốc, thì bản đánh giá cho thấy Trung Quốc đang tiến hành xây dựng lực lượng quân đội lớn nhất so với bất kỳ quốc gia nào kể từ khi kết thúc Thế chiến thứ hai. Điều này diễn ra không có sự minh bạch hoặc bảo đảm nào đối với khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Tin an ninh quốc phòng, chính phủ Albanese xem xét sửa đổi luật để ứng phó gián điệp nước ngoài tăng mạnh sau AUKUS. Theo báo cáo của cơ quan tình báo an ninh ASIO, thì chính phủ lao động đang xem xét dự thảo sửa đổi luật tình báo 2023 nhằm tăng cường các biện pháp ngăn chặn gián điệp nước ngoài tăng đột biến tại Úc, đặc biệt sau khi công bố các chi tiết của thỏa thuận AUKUS. Báo cáo này cho biết, kể từ khi các nội dung cụ thể của thỏa thuận AUKUS được công bố, đã có một sự gia tăng rõ rệt của gián điệp nước ngoài
nhằm vào những người làm việc trong quốc hội, dịch vụ công, quốc phòng và tư pháp, đặc biệt là những người có giấy phép an ninh và quyền truy cập vào các nguồn thông tin mật. Chính vì vậy, ACO đã soạn thảo và trình chính phủ một dự luật sửa đổi luật tình báo, hay còn gọi là dự luật sửa đổi ACO 2023, nhằm thắt chặt quản lý thông tin mật cũng như gia tăng quyền hạn cho cơ quan này trong hoạt động phản gián. Theo giám đốc ACO, ông Mike Burgess, các điệp viên nước ngoài đã tăng cường nhắm mục tiêu vào các quan chức và những người trong ngành quốc phòng có quyền truy cập vào các tài liệu nhạy cảm nhất của nước Úc sau khi các nội dung cụ thể của thỏa thuận AUKUS được tiết lộ. Chính vì vậy, dự luật sửa đổi ACO 2023 đề xuất một tiêu chuẩn mới có tên đặc quyền truy cập tối mật, gọi tắt là TSPA, đối với việc kiểm soát quyền truy cập vào các cấp độ thông tin mật khác nhau, nhằm mục đích hạn chế cái gọi là mối đe dọa nội bộ đến từ nhân viên cũ hoặc các pháp nhân có quyền truy cập hợp pháp vào hệ thống thông tin của Úc. Bộ Nội vụ cho biết, đặc quyền TSPA sẽ thay thế hệ thống kiểm tra tích cực được thực hiện bởi nhiều cơ quan, bao gồm Cơ quan Kiểm tra An ninh Chính phủ, ACO, Cảnh sát Liên bang và Văn phòng Tình báo Quốc gia. Theo đó, việc xem xét cấp giấy phép bảo mật cấp cao nhất này sẽ chuyển sang ACO xem xét và quyết định cuối cùng. Kế đến là tin về sinh hoạt chính trị. Trưng cầu dân Ý, Đảng Tự do tại Victoria không theo Đảng bộ Liên bang. Theo nguồn tin đài ABC, các dân biểu thuộc Đảng Tự do ở Victoria sẽ có quyền bỏ phiếu theo lương tâm, và điều này trái ngược với quyết định của Đảng Tự do ở cấp liên bang. Lãnh tụ Đảng Tự do tại Victoria, ông John Pesutto nói rằng quyết định này phù hợp với truyền thống của Đảng Tự do. Riêng đối với cá nhân của ông, thì ông Pesutto cho biết là ông chờ đợi quyết định của liên bang. Tuy nhiên, ông Pesutto cũng xác nhận là quyết định cho phép bỏ phiếu theo lương tâm không có tính cách bắt buộc. Nhắc lại là Đảng Quốc gia tại Victoria và Tây Úc cũng đã có quyết định chống lại quyết định của Đảng Quốc gia ở cấp liên bang. Lãnh tụ Đảng Quốc gia ở cấp liên bang, ông David Little Brown, đã loan báo là Đảng Quốc gia sẽ chống đối cuộc trưng cầu dân Ý nhằm thay đổi Hiến pháp 1901, tức là chống lại đề nghị Voice to Parliament dành cho tập thể người thổ dân. Cũng tin về sinh hoạt chính trị, Đảng Tự do tại Victoria thất cử vì chia rẽ nội bộ. Thông thường các chính đảng, đặc biệt là sau khi thất cử, thì họ thường nghiên cứu lý do cho sự thất bại. Và điều này đã xảy ra tại Victoria khi Liên đảng Tự do Quốc gia đã không thể đánh bại chính phủ lao động. Và điều này cũng đang diễn ra tại New South Wales khi chính phủ liên đảng bị thất bại vào ngày 25 tháng 3 vừa qua. Cuộc nghiên cứu tại Victoria về sự thất bại của Liên đảng Tự do Quốc gia trong cuộc bầu cử ngày 26 tháng 11 vừa qua đã được loan báo là một trong những lý do thất bại là sự chia rẽ trong nội bộ của Đảng Tự do. Cụ thể là dân biểu Matthew Guy bị tố cáo là lãnh tụ của những người nặc danh chuyên phổ biến tin tức nội bộ. Nhắc lại là ông Matthew Guy đã bị thay thế bởi lãnh tụ mới là ông John Pesutto sau cuộc bầu cử vào tháng 11 năm ngoái 2022. Cũng theo nguồn tin báo chí, thì một số dân biểu Đảng Tự do còn mưu toan thành lập một nhóm để theo đuổi chính sách riêng của họ. Và tất nhiên điều này đã gây chia rẽ nội bộ và cản trở sự hữu hiệu của quá trình vận động. Sau cùng là tin về lễ đăng quang của vua Charles Đệ Tam, sinh hoạt của Thủ tướng Albanese tại London. Thủ tướng Albanese đã lên đường đi London và sẽ có nhiều sinh hoạt nhộn nhịp trước khi tham dự lễ đăng quang của vua Charles Đệ Tam. Trong số những nhân vật mà Thủ tướng Albanese sẽ hội kiến có cả Thủ tướng Rishi Sunak để thảo luận về hiệp định tự do thương mại giữa hai nước. Ngoài ra, Thủ tướng Albanese cũng sẽ thăm viếng cơ sở đóng tàu ngầm là nơi mà kế hoạch AUKUS sắp sửa được thực hiện. Tham dự lễ đăng quang của vua Charles Đệ Tam ngoài Thủ tướng Albanese còn có toàn quyền David Hurley và vài công dân Úc tiêu biểu khác, kể cả Sam Kerr là nữ tuyển thủ bóng tròn nổi tiếng của Úc. Với bản tin vừa rồi, Đinh Nhung xin tạm dừng phần chương trình tin tức của Việt Face TV. Xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Đinh Nhung xin chào tạm biệt và chúc quý vị một ngày thật đẹp. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tin tức của Đài Việt Face TV Úc Châu vào 10 giờ sáng ngày mai.